们是少年啊，所以我们要敢追梦，敢做梦，敢盗梦。因为我们是少年，所以我们有无限的可能。同样都是少年，谁又甘心将成功拱手让于他人？同样都是少年，我们要让咱金榜。học đi thì con đường nó sẽ mở cửa cho các bạn được nhiều hơn, được chưa? Đấy, tất nhiên cái gì nó có cái giá của nó, anh nói rồi mà, hy sinh một thứ, ừ thì thôi, biết học khuya là sẽ mọc mụn nhiều hơn, đúng không? Dậy sớm thì mệt nhiều hơn, nhưng mà thà mệt một tí còn hơn là hối hận, đó là anh nói thật. Thà đổ mồ hôi ở trên sách còn hơn là những cái giọt nước mắt, ui rồi em trượt đại học rồi anh ơi, không có, trời ơi lúc đấy hối hận thì một năm nữa cày lại học tiếp, được chưa? Người ta không bao giờ người ta nói là ngày mai tốt hơn hôm nay. Người ta nói là gì? Ngày mai tốt hơn ngày hôm qua. Là bởi vì những gì hôm nay chúng ta đang sống, cho dù là nó tốt hay nó không tốt, chúng ta đang sống. Còn cái điều ước của chúng ta ấy, là ngày mai nó tốt hơn. Khổng Tử cũng đã nói rồi, không quan trọng em chậm như thế nào, miễn sao em đừng bỏ cuộc. Nếu như em đã biết mình chậm thì sự cố gắng của em so với những người khác cần phải nhiều hơn, hiểu chưa? Và cũng đừng bao giờ so sánh mình với người khác, bởi vì người tài giỏi trên thiên hạ này cũng mà đầy. Đừng bao giờ nhìn người khác giỏi một lĩnh vực nào đó và mình phải cố gắng giỏi y hệt họ, bởi vì mỗi Nếu như bạn có thể đi qua đoạn đường đó, không ai quan tâm đoạn đường đó. Nếu bạn có thể đi qua đoạn đường đó, không ai quan tâm đoạn đường đó.